Tập 16. Ủa, con có bạn tới nhà chơi sao? À, dạ đâu có đâu, có một mình con à. Một mình mà ăn nhiều vậy? Một người có thể uống tới 2 ly nước. Dạ hồi nãy có bạn tới tìm con. Bạn trai hay bạn gái? Con trai. Có con gái nữa. Đâu có phải. Mẹ thấy chỉ có con gái. Dựa theo nồng độ mùi nước hoa trên người con, cô ấy vẫn còn ở đây. Con vẫn còn quen với cô ta. Cô ta đang ở trong phòng con hả? Mẹ! Không lý nào. Rõ ràng mẹ cảm thấy ở trong phòng có người khác nữa mà. Ôi mà mẹ! Sao lại vậy ta? Đúng kỳ lạ thật. Mẹ đừng có nổi điên nữa có được không? Mẹ nổi điên? Mẹ nổi điên cái gì? Dù con dẫn bạn gái về thì mẹ đâu cần phải phản ứng dữ vậy. Làm sao không căng thẳng không phản ứng được? Con đã nói với mẹ con với cô ta đã chia tay rồi. Thật ra con chỉ gạt mẹ thôi, phải vậy không? Mẹ đừng có đứng đây nói chuyện này, ra ngoài đi. Tại sao không được nói hả? Hạch Mạnh, mẹ nói còn biết, mẹ nhấn mạnh lần nữa, mẹ có thể chấp nhận bất kỳ cô gái nào mà con thích, ngoại trừ con nhỏ Thái Hoàng Chân đó. Tại sao vậy? Tại sao cái gì? Vì cô ta là vợ sắp cưới cũ của chú họ con. Chuyện này tất cả bà con dòng họ đều biết. Tụi con quen nhau, con bắt mẹ giải thích sao với mọi người? Hay con muốn mọi người thì thầm sau lưng mẹ, nói người phụ nữ chú họ con bỏ bây giờ tới lừa con xài hả? Mẹ đừng có nói chuyện này nữa có được không vậy? Con có biết tại sao mẹ ghét con nhỏ đó không? Vì trước đây con chưa từng nói chuyện với mẹ bằng cái thái độ này. Bây giờ con vì nó mà hung dữ với mẹ. Thôi mà con xin lỗi. Mẹ đừng có giận nữa có được không? Mình ra ngoài nói chuyện đi. Được. Con nói con chia tay rồi chứ gì. Đó là chuyện tốt. Bắt đầu từ tuần sau, mẹ sẽ vẫn còn tiếp tục xem mắt. Con yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ tìm được cho con một người phụ nữ phù hợp với con. Mẹ của anh biết chúng ta quen nhau sao? Lúc chúng ta mới quen nhau, tháng năm đã nói cho mẹ của anh biết. Nhưng lần trước chúng ta chia tay, sau đó anh với mẹ anh có chút tranh chấp. Anh nói với mẹ chúng ta đã chia tay rồi. Anh sẽ tìm cơ hội nói rõ với mẹ. À, còn nữa,
Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Mẹ anh không nên nói như vậy. Anh cũng không biết là mẹ anh đột ngột tìm anh, làm cho em trốn trong tủ quần áo lâu như vậy. Anh không cần phải xin lỗi. Bản thân của em cũng không biết làm sao gặp mẹ của anh. Trước đây suýt chút nữa thành thím họ của anh rồi. Bác ấy không muốn mình quen nhau, cũng là chuyện bình thường thôi. Người nhà của anh sẽ đối diện. Dù là em gái của anh hay là mẹ của anh đi nữa, anh vẫn sẽ khiến họ nghĩ khác về em. Còn em chỉ cần ở bên cạnh của anh là được. Em đã hiểu chưa? Hãy tin ở anh, có được không? Rồi anh mau lên nhà đi, em tự đi về được. Được. Bye bye. Bye bye. Con trai, mẹ nói cho con biết một lần nữa, mẹ có thể chấp nhận bất kỳ cô gái nào mà con thích, ngoại trừ cái con nhỏ Thái Hoàng Chân đó. Mẹ nói đi, tối hôm nay sao mẹ lại cãi nhau với ba con? Sao cãi nhau không phải vấn đề. Vấn đề là mẹ không thể tiếp tục sống chung với ba của con nữa. Vậy tại sao bây giờ mẹ mới quyết định ly hôn? Hình như mẹ rất bất ngờ. Từ nhỏ tới lớn, con với Thắng Nam luôn đứng nhìn mẹ với ba cãi nhau, lạnh nhạt. Lúc còn nhỏ, con với Thắng Nam rất sợ nếu như mẹ ly hôn với ba thì sẽ bỏ tụi con. Bây giờ tụi con đã lớn rồi, đã quen rồi. Bởi vậy bây giờ mẹ đòi ly hôn, con với Thắng Nam sẽ không còn bất ngờ nữa. Vậy sao? Vậy tức là trong mắt của con với Thắng Nam, thật ra ba mẹ đã ly hôn rồi. Nói không chừng tụi con còn thấy nhẹ nhàng hơn. Con không có ý đó. 33 năm, mẹ đã chịu đựng 33 năm rồi. Đúng ra mẹ cứ nghĩ làm tròn trách nhiệm cuối cùng của người mẹ chính là nhìn thấy con với Thắng Nam đều đã kết hôn có gia đình riêng của mình thì mẹ sẽ ly hôn. Nhưng mà bây giờ mẹ chịu đựng hết nổi rồi. Có những chuyện đúng ra mẹ không nên cho tụi con biết. Không phải là mẹ muốn ly hôn, mà là từ trước tới giờ mẹ thật sự chưa từng muốn lấy ba của con. Nhưng mẹ không được lựa chọn. Năm xưa ông ngoại con làm ăn thất bại, ở nhà rất cần tiền nên mẹ mới lấy ba con. Con có biết dạo này mẹ thường hay mơ thấy cùng một giấc mơ? Con có biết đó là cơn ác mộng không? Chính là 33 năm trước, cái ngày mà mẹ gả cho ba con, bà ngoại con hỏi mẹ, mẹ có bằng lòng lấy ông ấy không? Trong lòng của mẹ nghĩ mẹ không bằng lòng, có chết mẹ cũng không bằng lòng. Vì người mà mẹ muốn lấy là một người đàn ông khác, nhưng mà mẹ không nói ra được.
Năm xưa là do mẹ tự quyết định muốn lấy một người mà mẹ không yêu. Giờ mẹ lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của ba con. Như vậy có công bằng với ba hay không chứ? Còn nữa, nói gì đi nữa, con cũng là con trai của ba. Mẹ lại nói trước mặt con là người mà mẹ muốn lấy không phải là ba. Mẹ muốn con nói cái gì? Mẹ xin lỗi. Bao lâu nay mẹ không phải người vợ tốt, nhưng mà mẹ chưa từng từ bỏ ý định là một người mẹ tốt. Mẹ thừa nhận hôn nhân bất hạnh của mẹ là lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi với ba con vì mẹ quá ích kỷ. Mẹ xin lỗi, không nên để con thấy người mẹ như vậy. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Nhưng dù mẹ có là người tệ đến cỡ nào, mẹ vẫn mong con trai của mẹ có được một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Mẹ mong con có thể gặp được một người tốt nhất, yêu thương con nhất, quý con nhất, xứng đáng với con trai của mẹ. Chỉ cần con có thể sống hạnh phúc, cho dù mẹ có trở thành một người ích kỷ nhất ở trên đời này thì mẹ cũng không bận tâm. Chỉ cần con được hạnh phúc thôi. Mẹ đừng khóc nữa, có được không? Bây giờ cũng đã trễ rồi, con đi dọn dẹp phòng cho mẹ. Xã, có biết tôi yêu bà tới cỡ nào không? Cỡ nào? Tôi yêu bà giống như sấm sét trong những ngày mưa. Tôi yêu bà giống như cơn giông trong những ngày bão. Làm tôi không biết trốn đi đâu, làm cho toàn thân đều tê cứng hết. Tê cứng hết luôn. Con về tới rồi. Tam Lục Vân Quề nữa. Vậy thôi làm lại nha. Kéo búa bao. Kéo búa bao. Con về phòng trước nha. Nè bà xã, đi đâu vậy? Chúng ta vẫn còn chưa uống xong mà. Không phải đâu, dạo này tâm trạng Hoàng Chân không được vui. Người làm mẹ như tôi phải đi hỏi thăm nó. Cũng đúng ha, được. Coi nó sao rồi, xong quay lại. Cái này quan trọng hơn, nghe. Đi đi. Yêu lắm. Chờ tôi nha. Chờ bà đó. Người nhà của anh sẽ đối diện. Dù là em gái của anh hay là mẹ của anh vẫn sẽ khiến cho họ nghĩ khác về em. Còn em chỉ cần ở bên cạnh của anh là được. Em đã hiểu chưa? Alo. Alo. Em về nhà rồi hả? Ừ, em mới về tới. Vậy thực ra cũng không có chuyện gì. Em nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Con
còn vẫn ổn chứ? Không ổn lắm. Chuyện cần gặp phải thì cũng phải gặp thôi, không tránh khỏi. Chuyện gì mà không tránh khỏi? Thì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà phụ nữ thường hay gặp đó. Còn với Hách Minh cũng đâu có kết hôn, làm gì có chuyện đó chứ. Bộ con tưởng sau khi kết hôn thì mới có chuyện đó hay sao? Vẫn chưa kết hôn mà đã gặp phải thì càng tội nghiệp. Nói chia tay là chia tay, ngay cả thủ tục ly hôn cũng khỏi cần làm. Yêu đương nhiều lần như vậy rồi, lần đầu tiên con mới gặp phải tình huống này. Hồi lúc trước chỉ cần diễn kịch, lấy lòng mẹ của bạn trai không có chút vấn đề nào. Nhưng mà bây giờ mẹ của anh ấy vẫn chưa chính thức gặp thì đã có thành kiến với con như vậy. Con còn không có cơ hội diễn kịch nữa. Hơn nữa hồi lúc trước con xuất chút đã thành thím họ của Tiểu Manh Manh rồi. Con cũng đã cố gắng để mình đừng nghĩ chuyện đó. Thực ra con cảm thấy hơi sợ. Con sợ là anh ấy phải đứng giữa con với người nhà, có khi nào từ từ bị ảnh hưởng hay không. Con thấy thực ra con không tốt lắm. Con thấy con không hợp với anh ấy chút nào hết. Cảm thấy tụi con chia tay mới là quyết định tốt nhất. Con cũng đừng nghĩ như vậy mà. Mẹ con rất là vĩ đại, mẹ sẽ nghĩ ra cách cho con. Mẹ thì có cách gì? Mẹ nói con nghe, có một số việc dưới đất không giải quyết được thì giao cho bề trên giải quyết. Bề trên? Hoàn toàn chính xác. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ làm cho con 108 bài phép quan thân nợ chủ. Sáng nào con cũng tụng 108 lần người duyên chú. Nếu vẫn không thể nào hóa giải thì cũng không sao hết. Mẹ của con vẫn còn một đại tuyệt chiêu lớn, chính là giúp mẹ cậu ấy đón hoa đào. Cô Dương Nguyệt Nga, con đang suy nghĩ rất là nghiêm túc, mẹ đừng có đùa giỡn nữa có được không? Mẹ đâu có ngồi đây giỡn với con đâu, mẹ đang nói nghiêm túc đó nha. Mẹ có một tín đồ tình trạng của ấy giống hệt như con. Mẹ của bạn trai cô ấy là một quả phụ, bà ấy một mình nuôi con trai khôn lớn. Nhìn thấy tín đồ của mẹ thì thấy ghét cô ấy, còn cho rằng cô ấy muốn cướp con trai của mình. Vì vậy không cho hai đứa nhỏ kết hôn. Tín đồ đó hết cách chỉ đành tới tìm mẹ. Đột nhiên mẹ lanh trí, giúp mẹ cô ấy đón hoa đào. Giúp mẹ của bạn trai cô ấy đón hoa đào thì mẹ của bạn trai cô ấy không ghét cô ấy nữa. Là đạo lý gì đây? Không phải như vậy đâu, còn lợi hại hơn cái đó gấp trăm lần nữa. Sau khi mẹ làm phép xong xuôi, mẹ cậu ấy gặp được tình yêu tuổi xế chiều, nổi trong vòng 2 tháng, tái hôn cùng với người yêu mới, đi châu Úc để trồng nho. Từ đó về sau không còn người nào phản đối chuyện hai người họ ở bên nhau nữa. Như vậy cũng được hả mẹ? Dĩ nhiên là được rồi, mẹ là Dương Nguyệt Nga, có gì mà không được chứ. 108 phép, phải chuẩn bị những gì ta? Lẽ phải đợi tới khi mẹ của Hách Minh ly hôn rồi tái hôn thì tình cảm của mình mới chuyển biến tốt hay sao? Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy? Không lẽ còn phải tìm đối tượng cho mẹ của anh ấy? Không được. Thắng Nam, chào cậu. Cậu ăn sáng chưa? Lát nữa chúng ta đi ăn sáng. Tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu. Cũng đã rất nhiều năm rồi, chúng ta có nhiều hiểu lầm nên. Tôi không hiểu tại sao còn phải sống khổ sở như vậy đó. Chuyện gì cũng tìm đủ mọi cách, dở đủ thủ đoạn. Cậu đang nói cái gì vậy? Đừng có làm bộ nữa. Tôi đã đi hỏi anh Tiền Diệu rồi. Anh ấy nói là ở trong mắt anh ấy, cậu là đối tác, không có chuyện gì khác. Thậm chí chuyện chúng tôi làm sao quen nhau cũng hoàn toàn khác biệt so với lời của cậu nói. Anh ta nói vậy với cậu đúng. Sao? Sau đó thì cậu đã tin. Chứ sao đây? Hách Thắng Nam, Giang Tiền Diệu rốt cuộc bỏ thuốc cậu hay là bỏ bùa đấy? Tại sao anh ta nói gì cậu cũng tin, còn tôi nói gì thì cậu cũng không tin tôi vậy? Tôi thà tin anh ấy chứ không tin cậu đâu. Được,
cậu không tin lời tôi nói cũng không sao, vì cậu là em của Hách Manh nên tôi nhắc nhở cậu. Con người có gian tiền diệu không phải thứ gì tốt lành, tốt nhất là tránh xa anh ta ra. Mới là người cảnh cáo cậu, cậu cũng không phải là thứ gì tốt lành. Tránh xa anh hai của tôi ra. Tôi tuyệt đối không để người như cậu trở thành chị dâu của tôi đâu. Đúng ra tôi cứ ngây thơ cho rằng có lẽ gặp được anh tôi, cậu sẽ trở nên đổi khác. Tôi nên từ bỏ ân oán của chúng ta, thử đi chúc phúc cậu. Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu vẫn giống y hệt như lúc trước, cứ thấy xem người khác là kẻ ngốc để đùa giỡn, thì tôi biết mình sai rồi. Vì dù có qua 10 năm hay bao lâu, suốt đời cậu vẫn chỉ như vậy. Thái Hoàng Chân vẫn là Thái Hoàng Chân. Trước đây cậu đối với tôi ra sao, hại tôi ra sao, sau này cũng đối với anh hai tôi như vậy. Không có gì khác. Chị Hoàng Chân, đây là tài liệu chị cần. Chị Hoàng Chân, có người tìm chị. Bác lấy mấy viên đường. Hôm nay bác tới đây tìm con, có phải liên quan tới du lịch không? Muốn con giúp gì bác? Không phải. Xin lỗi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô. Tôi xin nói ngắn gọn thôi. Cô Hoàng Chân à, chắc cô muốn kết hôn lắm hả? Mặc dù lần trước kết hôn không thành, nhưng cũng từng tổ chức cưới, chứng tỏ tận sâu đáy lòng cô cũng có sự hướng về hôn nhân. Nhưng Hách Manh nhà tôi theo chủ nghĩa không cưới, hai đứa quen nhau lâu rồi, chắc nó không nói với cô sau này sẽ sống với nhau hay là ở bên nhau, thậm chí là chuyện kết hôn sinh con. Một người không đặt cô trong tương lai, từ đó đủ thấy địa vị của cô trong lòng nó chẳng ra sao hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện không hay trước. Thật ra tôi không có ý môn đăng hộ đối, chỉ có điều miệng đời cay độc. Khoan nói chuyện, suýt chút cô đã lấy chú họ của nó. Chỉ nói tới chuyện hôm đám cưới mà cũng làm ầm lên như vậy. Mối quan hệ nam nữ không tốt. Tôi thừa nhận, tôi không thể nào chấp nhận người như cô. Thưa bác, những chuyện trong quá khứ tuy con không thể nào thay đổi, nhưng mà con đối với Hách Minh thực sự là vô cùng nghiêm túc. Cô yên tâm, không phải tôi tới để ép cô chia tay. Tôi cũng từng có tuổi trẻ, tôi biết là nếu như tôi càng ngăn cản, hai người lại càng muốn đến bên nhau. Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi tới chỉ muốn nhắc nhở cô. Cô Hoàng Chân à, cô là người phụ nữ thông minh, chắc cô biết cô nên chọn cách nào tốt nhất cho cô. Huống hồ cô có điều kiện tới như vậy, đâu nhất thiết phải lấy Hách Manh nhà tôi, không phải sao? Quên nói cô biết, đó giờ tôi uống cà phê không bỏ đường.
Bà xã, tránh ra đi, ông che mất rồi. Hoàng Chân đâu rồi? Nó chưa về hả? Tôi đâu có biết. Tôi mới gọi cho nó mà nó không nghe. Chắc là đang bận đó. Ông hỏi làm gì? Tôi đang nghĩ là nếu như ngày hôm nay Hoàng Chân về trễ, vậy chúng ta lấy chai rượu vang mà ngày hôm qua chưa uống hết đó. Ngày hôm nay hãy uống cho hết sạch đi. Có ổn không? Lỡ như uống say thì sao đây? Nếu uống say thì vợ chồng mình cùng nhau say, có đúng không? Có thật không đó? Tôi nói cái gì mà không thiệt hả? Con về tới rồi. Áo mạnh tay chút đi. Phải bên đó đó, mạnh tay chút. Đúng rồi, liên tục hai ngày đây ha. Tình cảm của ba mẹ tốt thiệt ha. Bên này bên này nè. Hoàng Chân, ngồi xuống đi. Hoàng Chân đã nói không xạo có đúng không? Nó cũng kêu chúng ta tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục đi. Không được, dạo này tâm trạng con gái không vui, người làm mẹ như tôi phải đi coi thử của nó sao rồi chứ. Hôm qua bà cũng vô thăm nó, ngồi lâu như vậy đến nỗi tôi ngủ luôn có đúng không? Ngày hôm nay tới lượt tôi đi coi nó cho hả? Được chưa? Tôi sẽ đi sớm về sớm, chào tôi nghe. Yêu lắm, yêu lắm, chào tôi đó. Chờ ông đó, chào tôi nghe. Ôi trời, gì vậy? Sao vậy? Không được vui hả con? Ba đi xuống dưới tìm vợ của ba đi. Con muốn ở một mình thôi. Cãi nhau với bạn trai sao? Không phải đâu. Không phải. Nếu vậy tại sao tâm trạng lại không vui? Làm gì có. Nói đi, hai cha con mình tâm sự, nói chuyện buồn của con. Đi lên đó lâu như vậy mà vẫn chưa xuống. Tới lượt tôi lên nè. Kêu tôi ngồi đợi dưới lầu, ông lại chạy lên trên lầu uống bia sao hả? Có thật vậy không ba? Lúc ba qua lại với mẹ cũng bị phản đối sao? Như mẹ con, làm sao ai mà không phản đối được. Bà nói con nghe, Thái Hồng Lập này thời xưa đi lại trên giang hồ, phiêu bạt khắp nơi nơi. Có rất nhiều cô muốn được quen với ba. Với người như mẹ của con, muốn đi rút được số tốt phải xếp tới số mấy trăm luôn đó. Nhưng mà thời ba còn trẻ, có một cô gái rất hợp với ba. Vậy sao? Nhưng mà ba của cô ấy phản đối, từ sáng tới tối cứ chê ba, nhưng ba không bỏ cuộc. Ba cô ấy càng phản đối, tình cảm hai người lại càng tốt. Tới khi có một ngày cô ấy chạy tới tìm ba, nói với ba, ba cô ấy muốn gả cô ấy cho bác sĩ, nhưng mà cô ấy không chịu lấy, còn kêu ba dẫn cô ấy đi nữa. Dẫn đi sao? Trời ơi, vậy tức là bỏ trốn rồi. Lãng mạn thiệt đó. Lãng mạn hả? Lãng mạn cái gì mà lãng mạn? Cái con nhỏ này uổng công mình thương nó như vậy mà nó... Vậy ba có chịu hay không? Ba chịu, đương nhiên ba phải chịu chứ. Con gái người ta đã tới tìm mình rồi, sao ba có thể nói không được chứ. Nhưng mà trước một ngày ba định đưa cô ấy bỏ trốn, ba đã đi tìm mẹ của con. Hả? Trước đó một ngày đi tìm mẹ sao? Tìm mẹ con mượn tiền. Thường ngày ba với mẹ con cũng rất là thân, thường ngày không có tiền thì tới tìm mẹ con để mượn. Mà cũng kỳ lạ thiệt nha. Mẹ của con thường ngày hỏi mượn tiền, mẹ con không hỏi. Hôm đó không biết sợi dây thần kinh nào bất ổn á. Tự nhiên hỏi ba, anh mượn tiền làm gì? Ba thì rất thật thà, nên ba nói thiệt cho mẹ con luôn, muốn đưa bạn gái đi bỏ trốn. Ba cứ nghĩ là mẹ con sẽ bằng lòng. Ai ngờ ba vừa nói vậy, Phong Vân lập tức biến sắc luôn.
Phong Dương biến sắc. Nghĩa là sao ba? Chắc không phải vợ của ba lựa đúng ngay lúc đó nói là đã thích ba rồi hay không? Nếu là vậy thì chuyện đơn giản quá rồi. Mẹ con tức vợ của ba vừa mới nghe nói ba định dẫn bạn gái bỏ trốn, mẹ con rất giận, nên lập tức đánh ngay vào ngực của ba. Ba định nói cô làm cái gì vậy? Mẹ con nói Thái Hồng Lập với một người phiêu bạc giang hồ như cỏ khô giống như anh. Như cỏ khô. Nếu như anh muốn đưa bạn gái bỏ trốn mà ngay cả tiền đưa người ta bỏ trốn cũng không có, anh phải làm gì mới khiến cho cô gái này hạnh phúc đây? Mẹ nói cũng rất là có lý. Rồi sao nữa ba? Vì nghe mẹ con nói như vậy rồi ba bỏ cuộc sao? Sao ba dễ dàng bỏ cuộc cho vậy được? Nhưng ba nghĩ mẹ con nói cũng đúng. Phải làm sao bây giờ? Sau đó ba đã làm theo cách của mẹ con, thực hiện một việc rất khờ dại. Là chuyện gì vậy ba? Mẹ con nói với ba là anh đi về lấy một tờ giấy, một cây viết, vẽ một đường ở chính giữa. Phía bên trái ghi vào những lý do khiến anh phải đưa cô gái đó đi. Còn bên phải ghi vào những lý do không thể dẫn cô gái đó bỏ trốn. Ôi trời ba ơi, chiêu này rất tệ đó. Bà nói con nghe, có những lúc chuyện gì càng phức tạp, mình dùng cách càng đơn giản vậy mà giải quyết được. Lúc đó ba đã viết ở bên trái rất là nhiều, những lý do dẫn cô ấy đi có quá nhiều, viết đầy một tờ giấy. Còn phía bên phải, những lý do không dẫn cô ấy đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui, ba chỉ viết được có một dòng à. Ba sợ cô ấy sẽ hối hận. Ba sợ bác ấy sẽ hối hận nên không đưa bác ấy đi. Đứng nhìn bác ấy lấy người khác rồi ba có hối hận không? Không đâu. Thật ra sau đó nghe nói người cô ấy lấy tốt cho cô ấy, còn sinh hai đứa con nữa, cuộc sống cô ấy hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa quan trọng nhất là ba đã sống với mẹ của con. Bởi vậy ba có gì phải hối hận? Phải, không cần hối hận. Ba. Ba kể cho con nghe câu chuyện này để kêu con không cần tiếp tục kiên trì sao? Chuyện vẫn chưa kết thúc. Chuyện chưa kết thúc nữa. Sau đó ba với mẹ con ở bên nhau. Lúc đó ba còn nghèo lắm, lại không có tìm được công việc, cho nên mọi ngày mẹ con phải ra bên ngoài làm phép. Có một lần ba đi hết tiền nên đi lục coi thử mẹ con có giấu tiền riêng hay là không. Kết quả là ba cứ lục trong tủ áo hoài thì tìm được một tờ giấy. Tờ giấy gì ba? Không phải chứ. Ba nghĩ cái đó chắc mẹ con viết trước khi kết hôn, cũng là cái cách mà ba từng cho là khờ dại đó con. Ở trên tờ giấy đó có vẽ một đường ở chính giữa, bên phải mẹ con ghi một đống lý do không kết hôn với Thái Hồng Lập. Nào là ba không có nghề, nghèo mạt nè, không có tương lai nè, rồi không chỉnh tề. Một đống còn ở bên trái lý do muốn kết hôn với Thái Hồng Lập. Ba nhìn qua bên trái chỉ có một câu duy nhất thôi. Là câu gì? Mẹ con viết là vì đó là người mà tôi yêu thương. Chính lúc đó tự nhiên ba cảm thấy ba rất là may mắn, có thể sống chung với mẹ của con, còn sinh một đứa con xinh đẹp giống như con, có một gia đình như bây giờ, nên ba thấy rất mãn nguyện, có đúng không? Phải. Rồi, thôi uống tiếp. Ba, lúc ba với mẹ còn trẻ đúng là lãng mạn thiệt ha. Trong tình yêu, nếu bạn yêu người nào đó không đủ sâu, dù hai người có bao nhiêu lý do yêu nhau, bao nhiêu lý do nên sống bên cạnh nhau, thì chỉ cần một câu không yêu nữa, tôi mệt rồi, tôi hết đi nổi rồi, thì cuối cùng vẫn sẽ xa nhau. Lý do không tiếp tục, mẹ đấy không thích mình. Nhưng mà nếu bạn thực sự rất yêu, rất thương một người, cho dù các bạn có bao nhiêu lý do phải xa nhau, cho dù hai người các bạn ở bên nhau sẽ khó khăn cỡ nào. Tránh xa anh hai của tôi ra. Tôi tuyệt đối không để người như cậu trở thành chị dâu của tôi đâu. Tôi thừa nhận, tôi không thể chấp nhận cô làm con dâu của tôi. Nhưng mà chỉ cần một lý do để kiên trì thôi, khó khăn cỡ nào cũng sẽ không khó.
Chỉ cần chúng ta tìm được một lý do, dù chỉ là một lý do để tiếp tục kiên trì,幸福兜了一个圈。Mua quà tặng anh ấy đi. Sợi này nhìn rất hợp. Cô à, cái này tôi nhìn thấy trước mà. Cô cũng thích cái này sao? Không chỉ là thích mà tôi còn muốn mua nó về nữa. Đúng lúc chúng ta cùng mắt thẩm mỹ. Không cần căng thẳng, cà vạt không phải chỉ có một sợi này đâu. Cô ơi, tôi muốn mua cái cà vạt này. Tôi lấy một cái. À, dạ, cô chờ một lát, tôi đi lấy liền cho cô. Tiền cô qua đi tính tiền. Cảm ơn. Thiên linh linh, địa linh linh, xin thỉnh Nguyệt lão ban xuống, qua đào tiên nương tới làm chứng. Qua đào từng đóa kết thành rừng, ngày nhớ đêm mơ phải có một người đàn ông. Nguyệt Nga, trưa ca đào qua chú này mạnh lắm đó, mà làm cho ai vậy? Cho mẹ của Manh Manh. Hả? Sao vậy? Đương nhiên tôi phải tìm đàn ông để chặn bà ta lại chứ. Nếu không bà ta cắn chặt vào chứ không buông. Như vậy cũng có lý. Tôi mà, cô Nguyệt Nga mà. Nguyệt Nga lợi hại. Thần kê của chúng ta mấy hôm nay mệt lắm rồi, tôi phải bồi dưỡng lại cho nó nữa. Ông đưa nó về đi, sẵn tiện đi chợ luôn. Đưa nó về? Như vậy thì phiền phức lắm à. Mấy hôm bữa lại phải mượn nó. Thôi cứ để ở đây đi. Sao ông lôi thôi quá vậy? À, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi phải làm việc nữa. À, làm việc, làm việc, làm việc. Cảm ơn thần linh. Cảm ơn, cảm ơn. Đương nhiên tôi phải tìm một trư ca để cản bà lại. Nếu không thì bà cứ cắn lấy hoàng chân nhà tôi không buông, phá hoại luôn hôn nhân của nó. Làm sao mà được chứ? Tới lúc đó, những gì không nên gặp, bà cũng sẽ gặp thôi. Của em nè. Cảm ơn. À, phải rồi. Tặng anh nè. Sao khách sáo vậy? Còn tặng quà cho anh nữa. Quà nhỏ thôi. Hát Manh à, thật ra văn phòng của anh cũng được lắm. Trong hai khóa của chúng ta, chắc là chỉ có anh đang phát triển tốt nhất. Chẳng những tự ra lập nghiệp, hơn nữa bây giờ chỉ cần nói tới luật sư ly hôn, người đầu tiên nghĩ tới chắc chắn là anh rồi. Hát Manh à. Vậy bây giờ anh vui không? Thần kê à, tao đưa mày đi phóng sinh nha. Mày phải phù hộ đó. Phóng sinh phù hộ cho Nguyệt Nga, để phép thuật ngày càng tăng cao, hoàng chân nhà tao cũng được tin vui ha. Vũ, ôi Vũ Hà. Hồng Lâm, lâu quá không gặp. Bây giờ bà khỏe chứ? Ừ.
Cậu Tính à? Chị Hoàng Chân tới rồi hả? Sếp của tôi lát nữa mới về. Không sao đâu, tôi về văn phòng để anh ấy. Vậy chị cứ vào đi, chị sắp sửa thành bà chủ của tôi rồi. Cà vạt này sao lại giống y hệt cái mình mua vậy? Chắc không có chuyện gì chứ. Ủa, sao em lại tới đây? Muốn cho anh bất ngờ nên đem tới đây. Sao vậy? Có rảnh uống cà phê với bạn gái của anh không? Xin lỗi, anh nghe điện thoại. Khách hàng của anh. Khách hàng của anh. Alo. Được rồi. Được, đợi một lát. Lát nữa anh sẽ đi gặp khách hàng quan trọng. Chắc là không có thời gian. Không sao đâu, anh cứ đi. Vì em không hẹn trước với anh. Anh Tăng sở sẽ gọi cho em. Alo. Được thôi. Cùng mắt thẩm mỹ. Thực ra phụ nữ là sinh vật vốn dĩ dựa vào giác quan thứ 6, giống như giây phút tôi gặp người phụ nữ đó. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao mình lại chú ý tới cô ta. Thậm chí tự nhiên tôi lại có cảm giác cô ta sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi vậy. Đây là lần thứ 2 tôi gặp cô ấy. Sau đó tôi đã chứng minh giác quan thứ 6 này của tôi là đúng.